Đây, bây giờ mình sẽ quậy một cái lá này cho các bạn xem nha. Đây là cái lá mồng tơi. Mình phải bắt trước mình làm cái lá mồng tơi như vậy. Mồng tơi. Mồng tơi. Và đây mình đổ vào cái màu của nó. Đây, cái màu của nó. Khi mình tìm được cái màu của giống nó thì đã hết mất tiêu và cầu. Đây chỉ là những cái lá mồng tơi thôi. Lá mồng tơi chẳng có cái gì hơn hết. Còn đây là lá chầu. Thì mình hiểu cái lá chầu với màu của nó thì mình hết sạch như xanh rồi. Đây là cái lá chầu. Còn đây là lá tầng. Lá tầng là lá tầng này. Đấy. Màu nó hơi giống xíu rồi. Lá tầng này thì để trị ho. Còn đây là lá gọi lá bồ đề. Có phải lá bồ đề không? Hình như nó là lá bồ đề. Đây là lá bồ đề. Và đây là lá nó mồng tơi. Mèo rất mồng tơi là thật đấy các bạn. Mình sát thì dễ coi nhé. Thì mà mình hiểu ra cái màu này á thì nó màu nó giống rồi thì nó lại hết câu câu. Câu câu thật đấy, phải câu câu giả đâu ha. Lá này qua mưa bão nó bị rách nữa nhé. Màu này nó cực hơn, Đây là cái lá chầu. Lá tầng. Mà vào câu thôi. Tầng này nó hơi mỏng, mưa gió mỏng luôn. Tầng thì cái hơi vàng vàng ú ú rồi. Cái màu lá tầng nó giống rồi nè. Lá này nó phải hơi vàng hơn xíu thì mình hiểu ra mình nó đúng lá màu của nó thì mình đã hết cầu cầu.
gỗ như vậy, đừng có cho nó dày quá, dày quá nó không đẹp, mà mỏng nó cũng xấu. Thank you.